cô về dán cái này lên cửa, mỗi ngày tụng niệm, thành tâm thì mới tai qua nạn khỏi. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Dễ tin thật, hôm nay coi vậy mà cũng kiếm được kha khá rồi. Lão gia tỉnh rồi. Thưa lão gia, vừa rồi có chuyện rất lạ. Sau khi coi giật một hồi, lão gia bỗng bật dậy, nói chuyện như thần, đoán đâu trúng đó. Ta trước giờ toàn lừa người kiếm tiền, nay sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Ta là thiên nhân, ban ngày chính ta đã nhập vào ngươi, biết ngươi chẳng có tài cán gì, chỉ giỏi gạt người, sớm muộn rồi cũng sẽ bại lộ, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu. Nếu đồng ý, sau này chỉ cần đốt trầm hương khẽ niệm 3 tiếng, ta sẽ nhập vào, giúp ngươi danh tiếng vang xa, tiền không đếm xuể, lại chẳng phải lừa gạt ai. Nếu được vậy thì quả là phúc của tiểu nhân. Lạy thần tiên sống, xin ngài nhận chút lễ vật này, chỉ đừng đưa lối cho con thoát cái án kề cổ. Lạy thần tiên sống, xin ngài. Lạy thần tiên sống. Thần tiên gia gia, ngài đi viếng chùa à? Xin chào, xin chào. Mỗi lần sau khi tiên nhân nhập vào thân đau nhất vậy. Mà thôi, dẫu sao danh cũng có, lời cũng có, ta còn muốn gì nữa chứ. Tiểu hòa thượng tu đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cha mẹ tôi nói tôi có duyên với Phật nên gửi tôi cho sư phụ. Nhưng tôi đi theo sư phụ hơn 1 năm nay chưa biết tu là gì, chỉ biết gánh nước tưới rau mà thôi. Sư phụ ngươi đạo hạnh còn kém lắm, ta đây có bản sự lớn, độ ngươi chẳng khó gì. Không tin thì hãy hỏi ta những chuyện trước đây của ngươi xem, chuyện nào mà ta không biết. Vậy ông nói xem tôi sinh ngày nào? Ngươi sinh vào giờ ngọ, ngày 5 tháng chạp, năm nhâm thân. Trên vai trái có một nốt ruồi tròn màu đỏ. Nhà 9 anh em, ngươi là con út. Làm sao mà ông biết? Ta là hiện thân của Bồ Tát, có chuyện gì trên đời mà ta không biết? Hay quá! Vậy ông cho tôi đi theo, tôi xin bái ông làm sư phụ. Nghiệp chướng, người dám gây tội nơi cửa Phật không sợ báo ứng sao? Đại sư, tôi đã phạm tội gì chứ? Người khống chế thân xác người khác, lại còn lừa dối thế nhân để hưởng vật tế, đó là tội thứ nhất. Mạo danh thiên nhân và Bồ Tát, đó là tội thứ hai. Này ngươi còn muốn dẫn dắt đệ tử ta xa rời Phật môn để đi theo đường tà, đó là tội thứ ba. Bản sự của ngươi do con người bái lầy mà nên, nhưng thế gian có lý của thế gian, bất luận kẻ nào gây xáo trộn đều sẽ có thần đến trừng trị.
xin đại sư tha tội. Báo ứng không sớm thì muộn, ta không cần quản. Ngươi còn không mau ra khỏi đây. Tà đại sư, tôi xin đi đây. Gánh nước tưới rau cũng là cách tu tâm, không thể xem thường. Tuy ta chưa dạy con điều gì, nhưng con cũng là đang tu hành. Linh thể xấu xa kia chính là muốn dụ dỗ để hủy hoại đường tu và công đức bấy lâu nay của con. Tạ ơn người đã cứu con lần này. Thưa thầy, con người này thì sao? Đỡ ông ta vào trong nghỉ ngơi. Ông ta cũng chỉ là người bình thường, do tâm không ngay chính mà bị tà ma lợi dụng thôi. Lợi dùng bói toán để gạt người, tâm thuật bất chính nên chiêu mời linh thể xấu. Còn linh thể ấy bản sự chẳng bao nhiêu, sao có thể xưng thần xưng Phật trừ bệnh giải nạn cho người. Huống chi mọi đau khổ trong kiếp người đều là do nhân quả đời trước mà tạo thành. Đạo trời không cho thì không ai thay đổi được, có chăng cũng chỉ là giảm bớt hoặc chuyển dời về sau. Linh thể khi tìm được đối tượng bất chính để đeo bám, ngày qua ngày nó sẽ hút hết tinh khí của người đó. Đến lúc nó rời đi thì thân người tứ chi vô lực, sống mà như chết, lại thêm vi phạm luật trời mà kiếp sau tiếp tục chịu tội trả nghiệp. Hãy nhớ, lúc nào cũng phải giữ tâm ngay chính thì tà ma mới không thể xâm phạm. Vâng, thưa đại sư. Tinhhoa.net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.